Đến dự và phát biểu tại chương trình phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 được tổ chức sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh nhấn mạnh, Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động thường niên đã trở thành đợt cao điểm để chăm lo cho người lao động. Ngày hội lớn của lực lượng công nhân lao động trong toàn tỉnh tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội, cùng đồng hành, chăm lo đời sống vật chất tinh thần công nhân lao động ngày một tốt hơn. Gắn liền với tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tháng công nhân năm nay được Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đoàn viên người lao động, tập trung chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, ổn định việc làm, đời sống công nhân lao động một cách tốt nhất. Trọng tâm của tháng công nhân năm nay thì các cái hoạt động của chúng tôi thì đều tập trung làm chăm lo một cách thiết thực, một cách cụ thể nhất đến người lao động. Và các cái hoạt động này thì chúng tôi là chỉ đạo thực hiện xuyên suốt từ công đoàn cấp trên cho tới từng công đoàn cơ sở, nghĩa là mỗi cái hoạt động của mình, mỗi cái phần việc của mình đều tập trung hướng vào người lao động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Minh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tổ chức công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp, công nhân lao động đạt được trong những năm qua. Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của toàn tỉnh. Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm thấu hiểu, chia sẻ với những vấn đề mà anh chị em công nhân đang phải đối mặt. Chính vì vậy, trong chỉ đạo điều hành, tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm đến các chính sách cho người lao động, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Lãnh đạo chính quyền tỉnh mong muốn các cấp công đoàn, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh không ngừng phát huy vai trò của mình, đồng hành cùng doanh nghiệp thi đua lao động sản xuất vì sự phát triển của doanh nghiệp và tỉnh Bình Dương. Các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo và phát huy sáng kiến kỹ thuật, đồng thời có những hoạt động thiết thực để tôn vinh người lao động, biểu dương những gương điển hình tiên tiến trong hoạt động sản xuất, trong các phong trào thi đua, hay là tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động đẩy mạnh thực hiện các quy định pháp luật về lao động, rồi thực hiện đủ các chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế, đồng thời giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn, v.v. Ba là các ngành chức năng cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các trường hợp doanh nghiệp chưa tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động, chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những vướng mắc mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trong thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách, hoạt động cụ thể, thiết thực, tạo mọi điều kiện tốt nhất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời giúp cho anh chị em công nhân yên tâm lập nghiệp và sinh sống, để tiếp nối hành trình xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng phát triển và bền vững. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác chăm lo đời sống việc làm người lao động, khen thưởng các gương điển hình trong phong trào thi đua, trao hỗ trợ cho các trường hợp công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, trao hỗ trợ cho công nhân lao động có con em vượt khó học giỏi, đồng thời tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức doanh nghiệp để chăm lo cho đoàn viên, người lao động.